để trở thành fan cứng và nhận được những ưu đãi từ fan cứng với những huy hiệu rất ngộ nghĩnh, những đặc trưng riêng cho fan cứng, thì anh em hãy tham gia tính năng hội viên tại YouTube vừa mới mở trên kênh LNP của mình nha. Click vào đây và làm theo hướng dẫn thì anh em sẽ trở thành hội viên của LNP rồi đó. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Rồi con người. Có cục máu như này, như đây có đồ thị nhận qua. Đã tiêu giáo không đứng. Ok ok, em kêu ổng xoay đi, em kêu ổng xoay. Ôi ôi ôi, em nhớ bóp chậm cả. Ôi, ổng lên được. Sao ông, anh đừng có dừa vậy? Ổng đứng ông tăng luôn, ông đứng ông tăng. Ngay mít tụng rồi. Ủa? Hả? Ủa, anh ngay mít tụng không á? Tao không nghe rồi. Tổng nữa rồi, kỳ ta. Alo, anh nghe của em không anh ơi? Alo. Chạy, anh thấy anh chạy theo. Rồi, ông bị lắc rồi. Ủa, anh sao không chịu áo ạc ra bao la nữa không? Ông kìa. Ông cù mí. Vậy là đi trực địa sao không chịu áo ạc ra bao la nữa không? Anh kia tính trèo, cháu thêm gửi nữa chung. Ok. Để xong là anh để ạc luôn tới giờ. Là đụng rồi, đùi gà. Nên nó lắc là đụng rồi, đùi gà. Bên trái tên trèo trương cá thiên vương vậy là tiêu giáo. Tự kiếm chuyện ta. Bên trái tên trèo trương cá thiên vương vậy là tiêu giáo nha. Dạ qua trái luôn nè. Đây đeo rồi. 33 đi. Tiêu giáo mất né nè. Có trận nhầm. Yêu dâm bất nẻ mà có chân nội dâm. Lâu lâu nó phát ngôn những cái câu khó hiểu quá. Đau thiệt. Anh ấy là anh dâm quên coi trận lóc. Máy nồi đây mà làm mình đăng viên. Kỳ cục. Cái này chết rồi. Mình đặt cái này chết rồi. Còn cái này là thua rồi. Có bị kịp chưa? Anh trần thủ xuống thì nhầm đội bí kíp chưa có bí kíp. Đủ tiền chưa? Đủ tiền chưa? Có ra cân bằng quá. Lỡ ơi, giờ thích bắn qua cái nữa được không? Qua trái nè, qua trái nè. Xuống này. Em cứ mua bí kíp nha. Hãy tranh nha. Ok. Đang kéo bước né nè. Nó dậm nha. Được rồi. Ờ, giờ mới đúng nè. Quên, mua phần sơ kìa. Xong chưa, có chưa? Còn 16 xu kìa. Cho 6 xu kìa. Ok. Rồi chưa? Để lên. Không, mày ở đây luôn. Lên anh ơi. Để thôi lại. Trọng hồi máu, ok. Lấy thôi máu anh. Lấy thôi máu anh. Anh đùa phải. Áo tưởng không? Đi qua áo tưởng không? Đấy, quật. Chạy. Có tim á. Mất né nè. Tiếp theo. Đâu đó. Nó mở ra kìa. Thuận nha, anh mất kê đó. Chưa có quỷ thiên nữa. Thôi luôn, cho anh cái thuận đây. Quay, quay bạn đây đó, kìa. Đi về bên hồi máu kéo lợn nó ốp lên. Từ hồi máu đã anh rồi. Về hồi máu đã anh ấy. Hồi máu đấy. Mệt đó. Ê, nó qua kìa em ơi. Có thuận không? Có thuận không? Có thuận không?
cho cái thằng đấy. Có thông gian. Dạ ok. Máu đây. Xuống thân nhân cái không? Quân cái nào? Không rồi, không rồi, không bị kẹt nha. Thôi cứu ông vậy. Đây đây đây. Đây xuống này. Có mua đồ không? Mua đồ gì không? Không xuống dưới này luôn. Nhà này không có ai, đi quét này. Ui, mất cái cục bộ kích rồi. Nãy giờ anh cứ bị mất đồ hoài lắm. Hết mất con boss ngay 1 giây, giờ bộ kích 1 giây cũng mất luôn. Đi ăn boss luôn đi. Này. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thằng cơ Huyền thấy. Nó đẩy đó. Mình đang thui hẻo rồi. Chiêu chưa? Qua trái luôn nè. Này không nè, không coi. Qua đây anh nhầm. Có một kèo mình dạo thiên vương để ra vàng hoa. Rồi, nó vô căng đó nha. Chấm chấm nó vô kinh lắm à. Hai có thiên nhận treo. Hai cái thiên nhận treo. Có tìm ở chính nha, có tìm có thằng thiên dường này sao. Có quần thủy. Chắc mình về ba nha. Em bật mic chỉ huy đi. Ra cái mic ở bên Discord nó nhỏ quá. Anh nghe cái mic chỉ huy được. Ý là em rồi, bật cái mic chỉ huy nói chuyện đi. Anh nghe được. Nói chưa? Cái nói gì vậy? No. Ngày nè, ngày nè. Rồi nói lại coi nghe. À ok. Alo. Rồi. Nghe vậy cho lớn. Nghe nãy nha, để xa quá hả? Để xa quá. Con thân cứ mình dạo nữa đây nha. Okay. Nó đâu? Thần cơ mình dạo đâu? Phải chỉ con được. Con thân cứ mình dạo về cái bàn bao nhiêu nha, anh có chân đấy. Hòa lục. Thiên nhẫn à, đánh thiên nhẫn. Ở dưới coi trận lên nha. Rồi có biết kiếp nha. Làm đâu. Đây cục máu đi. Xuống một bước nào. Ê có tim. Thần ơi có thần cơ em ơi, cẩn thận. Thần cơ nha. Cũng vậy. Hàng thần cơ nó bất tử rồi. À, chơi được. Thần cơ quyền thủy kêu rồi mà nó skill rồi. Qua ấp tụi nó luôn. Em cẩn thận nha, đứng sau nha. Qua bắt luôn hàng thần cơ anh này. Kêu chưa anh hồi kêu rồi nè. Qua bắt luôn hàng thần cơ anh này. Ui. Giờ một đi, giờ một. Giờ một đi, giờ một. Xong chiêu mình xuống 7 hỗ trợ nha. Câu con quyền thủy. Câu quyền thủy ở 8. Qua 6. Rồi, con kìa. Hồi chạy từ đây.
bỏ nha, anh mất chiều rồi. Cẩn thận nha. Cẩn thận. Dạ, tim mạnh nhất chết rồi. Nhảy di chuyển thẳng, qua phải. Coi ổng mua đồ vậy. Bà mẹ nó gất mạng chứ. Dạ bà không chết, không hên. Kinh dị. Giờ canh tà le. Vòng không thấy ai chứ. Đây là bọn. Chị đang bỏ con đi, lời rực mang. Chị ăn bọt luôn nha. Ok. Chị ăn bọt luôn nha. Con cái bán trên vườn nghĩa là mấy cái mẹ hai cái mẹ. Quyền thủy. Các bạn quyền thủy chung tim á. Bỏ luôn. Ok, lên chưa? Ngũ hành trận đánh năm con là... cầm cái điện thoại phát 3G đi tắt 3G tiêu. Kẹo lên trên nan á. Kẹo lên trên nan á. Làm hàng chiên rất mạng. Không, nó phải có tiền. Chạy em, ăn vô. Cho đến hái nha. Ok. À xong gọi cho đến hái nha. Mở lên luôn. Không có bức tường. Chín luôn. Có người không? Em đoán rồi. Rồi đang là 8. Ok, xuống liền. Đây, cũng bắt luôn. Có chồng, à, Quyền Thủy em ơi, quay qua quýnh Quyền Thủy em ơi. Xuống đây quýnh Quyền Thủy được không? Ủa, cái bàn mình khó bắt quá. Nó bóp tới đẹp và nó mới bỏ luôn. Qua bà trai, Qua đây. Nó giật về đây. Con kia đang ở tạm kìa. Ok, nó bên đây nè, nó bên đây nè, bị cản bên đây nè em ơi. Bị cản. Trong đây. Nó lên bấy với tay. Có cục mẫu kia. Đang rồi. Có chân nha, không dí theo nha, từ từ. Ê. Có tim khác, từ từ. Em thương thị cây bán. Em có hồi sinh đúng không? Giết Quyền Thủy, đánh Quyền Thủy. Ôi em dính chậm mày, chết nữa. Có chân nha, anh níu máu mày. Đây, V1 cái này. Đâu đó. Cây, bấm anh cây. Giờ cũ ông kia kìa. Giờ chạy xuống cung theo luôn. V1 anh ấy. Đậu ông bị đập hay sao? Yêu máu kìa. Hai cây trong quá. Ông bị đứng rồi, gớt mạng rồi, ông bị gớt mạng rồi. Đứng các bạn em ơi, đứng bảy. Sợ đi lắc thì gớt tiêu mạng nè. Chạy nha, chạy đi không? Con sao? Chạy nha, gắn chạy nha. Đánh đi, trái nó bút từ rồi. Ông kia bị đánh. Có tim khác. Chạy đi. Cứ từ từ thôi, không sao đâu. Từ từ thôi. Ông kia bị đánh kìa. Ông kia đó, ông đang bấm theo sau anh nè. Ông đang mất tiêu rồi. Rồi hết giờ. Ủa gì sợ. Mấy mà còn ăn hôi xỉn không mẹ. Có chết không? Có, nghĩ là loại ổng á. Ông chưa bị mất hồi sinh. Đi sợ bị lắc bị gấp tiêu mạng nè. Một cái. Còn tìm ba. Đây hai con xuống á. Anh không có hồi sinh nha. Ok anh đi. Tìm ăn thêm cục hồi sinh nha. Ăn thêm cục nữa. Rớt mạng liên tục phương trời. Quyền Thủy các bạn
tôi đã biết chơi nha. Đụng thành bột bịt luôn. Các bạn có bảo kích Huyền Thị là đứng ở 4 á, nó qua bên mình đó. Lên 2 anh ơi. Anh mở cái kênh đồ lên ơi, xem chạy đi đâu lên tiếp theo. Ôi rồi, nguy cơ tuyệt chủng. Đấy, lên được đến góc đi. Máu anh ơi. Máu anh ơi. Đi vào một à. Từ từ, không vào chưa. Có người sau lưng nha, có tìm sau lưng. Quyền Thủy em ơi, Quyền Thủy nè. Ông nói. Qua luôn. Cẩn thận. Là bốn bể hết. Ok. Ăn khẩu rồi. Tại thiếu tiền. Mua đồ gì không? Đánh hai loại nha, từ từ nha. Mình giáo vậy này, ngày mấy khác á. Đi lên, chào ổng luôn. Đây. Rồi, thằng này treo. Có Ngami kìa, Ngami bị team Quyền Thị bắt. Tán luôn. Ơi, có team khác rồi, có chân. Chạy được không? Ôi, có các bạn, ôi nó dồn kìa. Ai chạy ra đi, đợi, nhìn tại bên này có hô xỉn nó bao. Anh qua lại nè. Rồi, còn cái bảng thôi nè. Rồi chết này. Còn Ngami bên chính. Hồi máu nha, Ngami qua. Đánh bóp bội. Không cần chết cả. Anh em bút khiến anh đánh bóp bội ấy. Phải chân á. Về con thêm tém nữa. Còn có tim treo à. Tim treo sao? Đâu qua con nhận qua. Trong farm này, Chỉ có một farm. Nó còn mỗi Ngami à, mà thầy chạy về cái kia mất tiêu. Cái mất thầy. Bụp lên trọng. Có bộ quả kích cái gì bức tử. Ngami chạy lên nha, một á. Vậy mình xuống 6 mình giết kênh treo đi em. Hình này nó chạy rồi. Ừ. Đánh tìm treo nè. Giết theo nó đi. Lạc quá. Nó ở ở 8 em ơi, ở 7 em ơi. Đâu rồi? Sau này nè. Đó nó bên này nè. Cái đó. Giữ luôn, cha này. Mày ít kìa. Thắng luôn. Rồi xong. Rồi còn bên con bên kia. Kết ống luôn. Ok. Ôi khúc cuối sao căng với người ta, khúc cuối toàn thứ dữ mà. Hên nó giao tranh á. Hên mình ăn được con boss á. Hay à, ai kêu đi ăn boss hay vậy? Em nói đi ăn boss lên. Thành bóp đi. Rồi ok, cuối cùng thì cũng đã kết thúc anh em. Tuy 4 giờ rưỡi, ban đầu thì có một bài team treo nhưng mà càng về sau anh em có thể nhìn thấy cái bang với lại con Quyền Thủy có thêm team Ngami với lại Giáo. Rồi team Quyền Thủy đồ cái kiểu cũng hên là bạn Trường Ca của chúng ta đã con team kêu đi ăn con boss trong giai đoạn số 2 có hồi sinh nên mới quất được. Mình không có được cái hồi sinh nên là mình chạy như cái máy với anh em nhục vãi nồi luôn. Nhưng mà cuối cùng cũng đã lên đỉnh được rồi, quá hên. Cầm này 4.5 hay 8.5 hay 10.5 đều căng hết, quá ghê. Và nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh MB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút cái chuông cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn lại các bạn trong những video lần sau. À đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.